Khoảnh khắc đăng quang khiến tân hoa hậu phải xịt keo vì bị lọt thỏm trong chiếc vương miện khổng lồ. Đoạn clip nhanh chóng được fan sắc đẹp truyền tay nhau trên các diễn đàn. Mới đây, mạng xã hội không ngừng truyền tay nhau về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trao vương miện cực kỳ hài hước. Cụ thể, một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia với quy mô nhỏ vừa được tổ chức đã nhận về nhiều sự quan tâm bởi khoảnh khắc đăng quang độc lạ chưa từng thấy. Theo đó, trong lúc tân hoa hậu đang nhận giải thì bất ngờ từ đâu rơi xuống một chiếc vương miện siêu to khổng lồ và che lấp hoàn toàn nhân vật chính. Trong đoạn clip, cư dân mạng được fan cười ra nước mắt với biểu cảm sượng đơ, đứng hình mất vài giây của tân hoa hậu. Nhiều bình luận còn đùa vui rằng, trở thành hoa hậu, tôi có phép ẩn thân lúc nào không hay. Ủa, rồi ai mới là nhân vật chính? Thì bao nhiêu lâu mới được giải hoa hậu, giờ lại bị cái của nợ này cướp mất hào quang. Cộng đồng fan sắc đẹp cho rằng, chắc hẳn ban tổ chức không lường trước sự việc, cứ ngỡ đây là một màn trao giải ấn tượng, nhưng không, nó lại trở thành một trong những màn trao giải hài hước nhất lịch sử các cuộc thi hoa hậu. Cách đây không lâu, một cuộc thi hoa hậu khác cũng có màn trao vương miện hài hước thu hút sự chú ý từ công chúng. Theo đó, chung kết Miss Universe Philippines 2024, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024 đã diễn ra vào tối 25 tháng 5. Chủ nhân của chiếc vương miện danh giá gọi tên người đẹp Chelsea Manalo. Chỉ sau một đêm, màn đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines viral khắp mạng xã hội khiến khán giả cười ra nước mắt khi phát sinh một tình huống vô cùng khó đỡ. Chelsea Manalo chỉ được hoa hậu tiền nhiệm đặt vương miện lên đầu thay vì cài vào tóc như thông thường. Trong cả quá trình được đeo sát, Chelsea Manalo gần như bất động, không dám nhúc nhích vì sợ chiếc vương miện đang chơi vơi trên đầu rơi xuống. Mãi đến khi được nhân viên bên dưới khán đài nhắc, hoa hậu tiền nhiệm mới quay sang đội lại vương miện một cách chỉn chu và chắc chắn hơn cho Chelsea Manalo. Nhờ vậy, tân hoa hậu mới có những bước đi đầu tiên trên cương vị mới suôn sẻ. Khoảnh khắc hài hước khi Chelsea Manalo đội vương miện đã trở thành đề tài lan truyền trên mạng xã hội. Người ta không khỏi cười thả ga khi chứng kiến sự tranh vanh và treo leo của vương miện trên đầu cô. Nếu không được đội lại vương miện đầy đủ như sau đó, có lẽ Chelsea Manalo sẽ chỉ dám đứng yên một chỗ để đảm bảo rằng vương miện không rơi. Trên mạng xã hội, khoảnh khắc đội vương miện đầy hài hước của tân hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024 đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi và gây tiếng cười. Có những bình luận như tưởng như đang xem một màn ảo thuật giữ thăng bằng. Trường hợp này chứng minh câu nói hãy sống kiêu hãnh như nữ hoàng, đừng cúi đầu vì vương miện sẽ rơi. Có đội vương miện nhưng không đáng kể. Độc lạ trong lịch sử Miss Universe Philippines, màn đăng quang tranh vênh nhất mọi thời đại. Vừa được tuyên bố là hoa hậu đã gặp phải rắc rối. Ai nói làm hoa hậu dễ dàng và nhiều bình luận hài hước khác. Miss Universe Philippines 2024 là mùa giải độc lạ nhất lịch sử chứng kiến cảnh hoa á hậu thi nhau rớt vương miện. Khi rơi vào tình huống này, họ chỉ biết cười trừ để cho qua chuyện. Không những vậy, màn trao vương miện có 1-0-2, tạo cảm giác trông chênh như sắp rơi của đương kim hoa hậu Michelle Đi cho người kế nhiệm còn tạo trend. Điểm độc lạ nhất của Miss Universe Philippines 2024 còn nằm ở việc một thí sinh trượt top 5 chung cuộc nhưng vẫn được trao vương miện trên sân khấu. Đồng thời, cô được trao tấm vé đại diện quê nhà chinh chiến tại cuộc thi quốc tế Miss Eco International. Người đẹp này chính là Alicia Mebros, cô gái được mang giao diện giống con trai, được nhận định là thí sinh mạnh ngay từ khi Miss Universe Philippines 2024 phát động tổ chức.